Đầu tiên, chúng ta phải biết cận thị sẽ được gọi như thế nào. Chúng ta sẽ có hai danh từ. Thứ nhất là myopia, đây là một từ chuyên ngành nhãn khoa. Thứ hai, thông dụng hơn, đó là nearsightedness, và tính từ của nó là nearsighted. Do đó, chúng ta sẽ có hai cái nói tương ứng. Thứ nhất là I have myopia. Cái thứ hai, I'm nearsighted. Bây giờ, chúng ta nâng cao hơn một chút. Nếu bạn muốn nói tôi cận 2 độ, thì sẽ nói như thế nào? Và độ đây là gì? Ở đây, chúng ta có một từ rất đặc thù, đó là power. For example, I have myopia with minus 2 power in both eyes. Hoặc, chúng ta có cách nói ngắn gọn hơn. I have minus 2 myopia in both eyes. Và đó là các nội dung liên quan đến cận thị trong video hôm nay. Bạn muốn Simple English làm về nội dung nào thì hãy comment bên dưới video này nhé. Goodbye!